đơn giản thôi các bạn ơi, bỏ viên bi vào đây thôi. Các bạn thấy nha. Rồi. Với một chiếc cơ cho người mới chơi như vậy thì chắc cự ly xa thì cũng không bằng cái ná các bạn ơi, cự ly nó sẽ gần hơn nha. Tại vì cái lực của cái này yếu lắm, xài đồ tái chế trong nhà từ chiếc găng tay như vậy, bắn bị sắt như thế này thì cự ly đây là đó, như mình test các bạn thì cũng nói chung là ok rồi nha. Chứ nếu bắn xa nữa thì chắc không được nha các bạn, nó sẽ không trúng nha. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Như các bạn đã thấy phía sau lưng này nè, phía sau lưng mình đó là rất là nhiều ná mình làm luôn nha. Thì những chiếc ná như vậy á thì người mà mới bắn á thì đôi khi họ sẽ không dám bắn nha các bạn, thì khi dương gì á dây á rất là nguy hiểm nha. Đây mình thấy chiếc ná như này đó. Khi họ dương vậy là họ rất ngại nha, sẽ trúng đây, trúng tay. Bữa nay mình sẽ tìm một số vật dụng để mà mình chế một cái ná poker cho ai mà chưa biết chơi á, sẽ không sợ bị bi nó trúng vào tay nha các bạn. Thì mấy bữa nay thì cũng tình hình dịch bệnh căng quá nên chắc có lẽ mình kiếm những đồ tái chế trong nhà mình thôi nha. Mình sẽ làm nên một chiếc ná cao su ha cho các bạn xem nha. Đây là bóng ná mình làm rồi các bạn ơi, chưa có thời gian treo lên nữa, rất là nhiều luôn nha, rất là nhiều mẫu luôn. Các bạn nào chưa xem á nhớ đăng ký kênh, thì có rất là nhiều clip luôn nha. Nhiều mẫu ná thì mình làm từ trước giờ nè, chưa có xong để mà mình treo lên. Rồi mình bắt đầu, mình chắc có lẽ là mình đi kiếm một cái ống nước nha các bạn, và một cái găng tay cao su nha. Thì mình sẽ chế một chiếc ná nhựa cơ cho người mới chơi nha. Rồi các bạn theo chân mình thôi nha. Đây là mình kiếm vòng vòng những cái vật dụng mình hay làm. Các bạn thấy là mình đây là rất nhiều dây ná luôn nha, mình bắn hư rồi mình bỏ lại đây nè, sưu tầm lại đây, khi có cần xài đến thì mình xài nha. Đây có các bạn, đây là bịch đồ này là mình để rất là nhiều nhám luôn nha, để mình đánh bóng đá cây nha các bạn. Tìm mình lấy được cái ống nước này, được một món nha. Bạn theo chân mình xuống nhà sau nha. Mình xuống chỗ sàn rửa chén các bạn ơi, mình kiếm mình chờ một cái bao tay nhựa mới được. Đây, nếu khi để đâu rồi mà đây không còn. Đây cái mình vừa phát hiện đây cái bao tay nhựa này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái găng tay nhựa này và cái ống nước này. Găng tay nhựa để vô chén nè, cái ống nước để làm chiếc ná cao su poker nha, cho những người mà mới chơi á bắn được tự tin hơn nha, không sao phải vào tay nha các bạn. Rồi, tiến hành nha. Nguyên nha, vật dụng á mình chỉ cần chuẩn bị nhiêu đây thôi nha các bạn. Này mình làm rất là đơn giản luôn nha, chỉ cần một khúc ống nước vậy thôi. Các bạn nhớ lấy nó có một cái đầu như vậy đó. Khi mình buộc dây thun vào nó không bị tuột nha, và dài cộng sợi dây thun đó, và một cái găng tay. Cái này thì rất là nhanh luôn nha, đây, rất chui vào nha.
mình chỉ lấy một ngón thôi nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ lòn vào đây nha. Hơi dài, chắc mình cắt ngắn lại các bạn ạ. Cắt ngắn thì ít gì thôi. Sau khi mình cắt xong được nè, mình phải mài này cái bóng được cho nó không có bị gách cái bao tay nha, tại cái găng tay nhựa mình rất là mỏng nha. Thì đây giờ mình buộc lại nha các bạn. Đơn giản không? Các bạn buộc ở đây chặt cho mình nha. Những chiếc poster như vậy thì rất là nhanh luôn các bạn ơi. Nhưng mà cho những người mà mới biết chơi á, yên tâm hơn nha. Không có sợ bị bi nó văng vào người nha. Các bạn buộc cái này càng chặt thì càng tốt nha. Ok nha các bạn. Đây, sẽ sử dụng bi này nha. Đây, chỉ cần như thế này thôi, rất là đơn giản luôn. Thì mình có thể có một chiếc ná này nha. Giờ đây nha các bạn, mình đã chuẩn bị một cái bong bóng rồi nè. Rồi mình sẽ đem đèn kia mình test cho các bạn. Hết hồn các bạn ơi. Đèn kia mình test cho các bạn. Hết hồn các bạn ơi. Món bể luôn rồi. Thì chắc có lẽ mình chuẩn bị các món khác nha. Mới tính bây giờ cái này lên test thì nó bể làm hơi giật mình nè. Chắc để mình bơm các món khác cho các bạn xem ha. Rồi giờ đây nha các bạn. Đó, nãy cái bóng kia mình chuẩn bị xong cái mình nói chuyện với các bạn, nó bể làm giật mình luôn. Giờ mình đã chuẩn bị xong cái bóng khác, mình sẽ đi ngược lại kia mình bắn lại nha. Do mình đang quay ngược với ánh sáng của mặt trời nó chói á, nên chất lượng nó không có được đẹp mấy, các bạn xem thông cảm giúp mình nha. Bây giờ mình đi ngược ra nha. Đây, mình đi sang ngược ra. Có khoảng cự ly khoảng cũng khá xa nè các bạn.
thì mình sẽ lại đây mình đặt cái máy đây nha. Mình chỉnh lại xíu nha. Đó, thì các bạn thấy đằng đó thì một cái đốm đỏ nha. Mình sẽ sử dụng bút cơ làm bằng đây, bút cơ làm bằng cái ống nhựa và cái găng tay nha. Và sử dụng bi này nha, rất là đơn giản luôn. Thì anh em nào bạn nhỏ nào mới tập chơi thì đều có sử dụng được nha, không nguy hiểm nha các bạn. Rồi, không nói nhiều, mình giờ mình sẽ test lại đằng đó nha. Đơn giản thôi các bạn ơi, bỏ viên bi vào đây thôi đó. Cho bắn thôi nha. Rồi, mình sẽ bắn lại thành công bóng đó ha. Phát thứ nhất mình bắn hụt rồi nha các bạn. Tiếp tục bắn viên thứ hai nha. Rồi, viên thứ hai thì đã bể nha các bạn. Đó. Thì với một chiếc cơ cho người mới chơi như vậy thì chắc cự ly xa thì cũng không bằng cái ná các bạn ơi. Cự ly nó sẽ gần hơn nha. Vì cái lực của cái này yếu lắm. Mình xài đồ tái chế trong nhà, từ chiếc găng tay như vậy, bắn bị sắt như thế này thì ly đây là đó. Như mình test các bạn thì cũng nói chung là ok rồi nha. Chứ nếu bắn xa nữa thì chắc không được nha các bạn, nó sẽ không trúng nha. Các bạn xem thì cảm thấy hay thì cho mình một like, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ thêm tinh thần cho mình nha. Tạm biệt các bạn nha.